Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Xuân, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Ban, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Ban, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy khối từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Ban tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo quản lý, cùng tập thể thường trực Ban thường vụ Ban chấp hành Đảng bộ khối lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, xây dựng tập thể Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy thực sự là một tập thể đoàn kết thống nhất. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các ban đơn vị và các chi đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Văn Ban hoàn thành xuất sắc trọng trách nhiệm vụ mới được giao. Đáp lại sự tin tưởng của thường trực Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Ban hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục học tập không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu, tích cực học hỏi, cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy khối đoàn kết chủ động sáng tạo trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.